nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh bất hạnh. Các họa sĩ tại Câu lạc bộ Mỹ thuật Mekong Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập lớp hội họa miễn phí cho người khiếm thị và khiếm thính. Lớp học là cầu nối, là nguồn sáng giúp cho những người khuyết tật nơi đây tự tin trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Lớp hội họa có tên là Âm thanh hội họa do hai họa sĩ Văn Y và Bích Ngân thành lập và duy trì từ năm 2017. Học viên hầu hết là người khiếm thị và khiếm thính với nhiều lứa tuổi, hoàn cảnh khác nhau đến từ nhiều nơi. Đến nay thì các em đã ra được rất nhiều tác phẩm có giá trị và được công chúng đón nhận. Nhóm cũng còn khó khăn quá, cho nên nhà trường quyết định là tài trợ hàng tháng để cho Âm thanh hội họa có thể có được cái kế hoạch ổn định mà sinh hoạt. Chỉ mong muốn điều là các bạn trong nhóm âm thanh hội họa sẽ có đủ phương tiện để có thể thực hiện được cái ước muốn của mình. Đến nay, Âm thanh hội họa đã gặt hái được nhiều thành công khi các học viên dùng chính tranh của mình vẽ để kiếm thu nhập giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Không chỉ dạy vẽ, các học viên còn tham gia các trại sáng tác, các hoạt động giao lưu tại nhiều câu lạc bộ, tự tin hòa nhập với cộng đồng.